Hôm nay em tới một tiệm tóc, một tiệm tóc của người Việt Nam rất là đông khách tuyệt vời từ khi họ áp dụng sản phẩm thiên nhiên vào trong tiệm tóc. Bây giờ các anh chị em cùng theo dõi nha. Đây, một tiệm tóc ở thành phố Dortmund của Tây Đức ạ. Đã áp dụng dòng sản phẩm thiên nhiên vào trong tiệm để tăng thêm thu nhập, thu hút được khách hàng, giữ những khách hàng cũ thân thuộc với mình và tăng thêm thu nhập cho chủ cũng như cho thợ này, hút thêm khách này. Và đây là những dòng sản phẩm thiên nhiên rất là tuyệt vời đang chị đã áp dụng vào trong tiệm này. Đấy, đây là sản phẩm thiên nhiên để chăm sóc chuyên sâu cho khách hàng và dưỡng cho tóc, cho những cái bộ tóc, mái tóc rất là tuyệt đẹp. Đây là chị chủ này, chủ Phương Quang. Hello chị. Đây là cô khách này cũng từ đâu, em giới thiệu em tên là gì, em đến từ đâu ạ? Đó, làm chủ một tiệm tóc ở Đức mà có khách hàng từ Pháp tới này, rất là tuyệt vời không ạ? Sản phẩm thiên nhiên đã thu hút được thêm khách hàng, từ không những giữ được khách hàng gần mà thu hút được khách hàng xa đấy ạ. Trong tiệm tóc không những bán thêm cả son nữa này cả nhà ơi. Và rất là đông khách, cũ đã từng rồi lại có khách mới này, tiệm đông khách nha. Đây là đấy là một khách hàng đến từ Pháp này. Và tiếp theo em xin chào chị. Hello em. Cho em hỏi chị tên gì, chị đến từ đâu ạ? Chị tên là Rose. Chị tên là Rose, chị đến từ Úc Châu ạ. Tiệm tóc ở Tây Đức mà có khách từ Pháp về, khách từ Úc Châu này. Đây là tiệm rất là tuyệt vời, không những là chia sẻ dòng sản phẩm thiên nhiên cho khách thôi, chăm sóc chuyên sâu về tóc mà còn về da, và đây là về sức khỏe cho chủ cũng như cho thợ này và cho khách này. Rất là tuyệt vời phải không ạ? Dòng sản phẩm thiên nhiên đang phát triển và bùng nổ không phải là chỉ ở Đức, ở châu Âu không thôi ạ, và đang ở trên toàn cầu 55 nước trên thế giới các anh chị nhé. Nếu như các anh chị nào cũng muốn áp dụng, mặc dù các anh chị có làm công việc gì, kinh doanh bất cứ ngành nghề gì, hay là tiệm của các anh chị đang làm gì, anh chị cũng đều có thể áp dụng sản phẩm này vào trong tiệm của mình. Một lượng khách khổng lồ, như mỗi chúng ta, khách hàng của chúng ta cũng vậy, cũng như chúng ta cũng thấy ai cũng thích khỏe, trẻ và đẹp, đều là cái nhu cầu đúng không ạ? Và hơn thế nữa là cái xu hướng của thị trường xu hướng thị trường là bây giờ là sản phẩm thiên nhiên phải không ạ? Và cái nhu cầu của khách hàng là khỏe, trẻ, đẹp, cho nên là cái đó không bao giờ lỗi thời. Và không cần biết tiệm của anh chị đang kinh doanh bất cứ cái gì, quần áo, sách vở hay là sắc đẹp hay là tóc, các anh chị cũng đều có thể áp dụng sản phẩm thiên nhiên này vào trong tiệm nhé. Không có một khách nào là không có nhu cầu, các anh chị thấy không? Vào tiệm tóc này đó. Và dàn dòng sản phẩm thiên nhiên này rất là tuyệt vời phải không ạ? Thấy không? Đấy, cô chủ điêu luyện chưa? Chị là mười mấy năm trong nghề rồi ạ. Ô, chị Phương Quang là chủ tiệm nail là 30 năm trong nghề ạ. Tóc mới nail các anh chị nhé. 10 năm là giảng viên của ngành tóc ạ. Chị áp dụng vào trong sản phẩm thiên nhiên vào trong tiệm, không những là chị có thêm sức khỏe này cho chính bản thân chị này, cũng như là cho thợ này và cho khách nữa ạ. Và chăm sóc chuyên sâu rất là tuyệt vời cho bây giờ là cả những sản phẩm về da này, khỏe, trẻ và đẹp này. Ai tới đây, khách nào tới đây cũng được chị chăm sóc từ chân tới đầu, từ trong ra ngoài này, tuyệt vời không ạ? Đó, chị qua bên Đức là 17 năm và chị có tiệm là 12 năm ạ. Và vừa 12 năm mà tiệm chị đang một ngày, mỗi ngày một phát triển ạ. Mỗi ngày một thành công hơn ạ. Và từ khi mà thành công hơn nữa là từ khi chị áp dụng sản phẩm thiên nhiên này vào trong tiệm các anh chị ạ. Tuyệt vời không ạ? Bye bye cả nhà nhá. Bye bye.